khử khuẩn, khai báo y tế. Các con có biết không, có một hành động mà chúng ta làm hàng ngày nhưng có ý nghĩa rất lớn trong việc đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, đó chính là việc rửa tay. Vậy chúng mình có còn nhớ bài học rửa tay mà các cô đã dạy không? Nếu có quên rồi, hãy cùng cô Hoa ôn lại nhé. Đầu tiên, chúng ta phải nhớ các thời điểm rửa tay, đó là hắt hơi, sau khi tháo khẩu trang, trước và sau khi ăn, sau khi ho, sau khi đi vệ sinh, sau khi tiếp xúc với động vật hoặc chất thải động vật. Cô mời các con cùng thực hiện các bước rửa tay theo các bạn nhỏ nào. Bước rửa tay đúng, ta cùng rửa nào. Làm tay ướt, thêm xà phòng, xoa vào lòng chà tới chà lui, chà bên trái rồi chà bên phải, cùng chà đều cho sạch bàn tay. Và bây giờ và bước số 2, chà bên ngoài cùng áo kẻ tay, đang bên trái rồi đang bên phải, cứ lặp lại rồi qua bước 3, lòng bàn tay hãy chà vào nhau, miết thật mạnh kẻ ngón sạch bông, miết bên trái ta miết bên phải, nếu làm xong thì qua bước 4. Chống virus corona theo quy tắc của Bộ Y tế. Đầu tiên, chúng ta hãy làm ướt tay dưới vòi nước, sau đó lấy từ 3 đến 5 ml dung dịch xà phòng. Bước 1, xoa đều hai lòng bàn tay vào nhau để xà phòng phủ đều hai lòng bàn tay. Bước 2, làm sạch mu bàn tay và kẽ ngoài ngón tay. Chú ý, dùng lòng bàn tay này sát mạnh lên mu bàn tay còn lại. Các con hãy nhớ làm khoảng 5 lần. Bước 3, làm sạch lòng bàn tay và kẽ trong ngón tay. Chú ý, hãy miết mạnh các kẽ ngón tay. Bước 4, làm sạch mặt ngoài ngón tay và móng tay. Nắm chặt ngược hai bàn tay vào nhau và xoay. Bước 5, làm sạch ngón tay cái. Hãy nắm chặt ngón tay vào lòng bàn tay còn lại và xoay. Các con hãy thao tác khoảng 5 lần rồi đổi bên. Bước 6, làm sạch 5 đầu ngón tay và lòng bàn tay. Chú ý, chụm 5 đầu ngón tay này xoáy vào lòng bàn tay kia, lòng bàn tay hơi khum lại. Làm sạch tay dưới vòi nước đến tận cổ tay. Các con hãy nhớ để bàn tay xuôi xuống dưới để nước và xà phòng không chảy ngược về khuỷu tay. Và cuối cùng, các con hãy lau khô bằng khăn giấy nhé. Bởi lau khô bằng khăn giấy dùng một lần tốt hơn rất nhiều trong việc loại bỏ các mầm bệnh còn sót lại sau khi rửa tay. Vừa rồi, cô và các con đã nói